đây đi, mới xem cây lồng đựng cỏ. Lồng này thì vừa móc trước đầu đây và vừa móc ở dưới đít lồng ngay chỗ của mồi đó nha anh em. Cầu 50 mấy á, mà 50 tháo rồi. Mồi đây thì ông anh đặt liền khối luôn, chứ bình thường em làm thì tháo rồi hết, tháo rồi ngay chỗ quạng đấy này nha anh em. Đó là cái quảng này, nhưng mà cây này thì cầu tính 50 là từ ngay này, từ ngay này ra tới cái chỗ này là 50 50 để tích hợp là móc trước đầu đấy, móc trước đầu này và gác cái đít lồng là cái chỗ này. Cây này thì chưa sơn, ông anh ông đẹp về ông tự sơn nha anh em.